house music. Chào cả nhà, Tim Phúc Nguyên đã đến với đập Khana, đập Phú Hoa của Lê Thủy Quảng Bình với một khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Ở đây cũng có rất nhiều cái đặc sản tôm cá và nơi câu lý tưởng của các cái kênh thủ. Ở đây có một kênh thủ đang còn săn hàng ở ngoài Cù Lao Chàm. Anh em chúng tôi đang còn thực hiện những cảnh quay với flycam. Nếu cả nhà nhìn thấy cảnh đẹp và bên trang thì cho xin một like, một đăng ký, một nhấn chuông để anh em chúng tôi tiếp tục thực hiện những cái cảnh quay đẹp hơn. Cảnh đồi núi đồng bằng, ruộng vườn của người dân Phú Thủy. Khuôn viên hồ không được rộng như đập Cẩm Ly, nhưng mà phải nói rằng có rất nhiều cái đảo nhỏ ở trên cái hồ để tạo nên một cảnh quan cực kỳ hùng vĩ và rất đẹp. Tiếp theo thì chúng tôi thực hiện câu sẵn hàng. Trong khi thực hiện cảnh quay thì một kênh thủ đã lên hàng. Đây, sản phẩm của quá trình lúa của kênh thủ. Lúa thủ. Cá của Khena rất béo và đẹp. Đặt nửa xe nướng trui, mời cả nhà. Những đặc sản của ven hồ, sim và mua. Được thì trong sen khỏi phải nói. Ở đây cũng là cái hồ nước ngọt lớn cung cấp cho các cái người dân thuộc xã Phú Thủy, Ma Thủy, Sơn Thủy, Lenin. Và đây là thành quả của anh em sau buổi lao động mệt nhọc cầu lúa, rau má rừng này, muối mì tôm của Nguyễn Thuần. Còn chín năm là cắt cơn buổi trưa của anh em. Đàn có một trên đàn nữa thôi. Ê, bỏ lên trên đi hè. Thôi, trải bỏ lên trên cho con luôn. Cầm một bên. Ngoài ẩm thực ra không có thể thiếu là văn hóa, văn nghệ, âm nhạc. Rồi, mời cả nhà. Đẹp đây. Đúng rồi. Sâm à? Sâm. Đây là sâm. Đúng như bà luôn. Sâm chất. Ôi giời ơi. Ra bia đi bạn. Ra ăn thơm à. Sâm ngọt thiệt. Rồi chào cả nhà. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
sống đắng. Cả nhà nếu thấy hay vui cho xin một like, một đăng ký. Cảm ơn. Chưa bị vô đồng hành tìm được cái số điện thoại một xíu nữa. Chuẩn bị được Zalo của mình kênh chín luôn. Em mình cái này vẫn chưa ai bằng đợt công ty ô tô Suzuki Quảng Bình lên gọi để tư vấn nữa. Còn có.